tấn ngôn tình sợ kiểu chuyện khiến khán giả phẫn nộ. Thật nể biên kịch và đạo diễn của Sợ Kiểu Chuyện, chúng tôi sợ luôn cả nhà đài Hồ Nam. Đó là bình luận được tán đồng nhiều nhất trên Sina sau khi Sợ Kiểu Chuyện phát sóng tập cuối vào tối 1 tháng 8. Khi mới ra mắt, với tình tiết hấp dẫn và nhiều đoạn gay cấn, phim đạt mốc rating là trên 2%, dẫn đầu các phim cùng khung giờ ngay khi phát sóng. Nhưng từ tập 40 trở đi, phim liên tục khiến khán giả khó chịu, đỉnh điểm là sự phẫn nộ tràn ngập các trang bình luận phim ảnh sau khi tập cuối lên sóng. Phí thời gian xem 67 tập phim. Sở Kiều Chuyện là phim cổ trang xoay quanh cuộc đời của Sở Kiều, từ một cô nô lệ nuôi trong lòng nỗi hận mất gia đình, mất trí nhớ trở thành võ tướng. Cùng với đó là thời thế loạn lạc, tranh đoạt ngôi vị và giao tranh giữa các nước. Sau đó cô đã giải phóng chế độ nô lệ, cùng Vũ Văn Nguyệt xây dựng vương quốc Thái Bình. Phim do Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu và Lý Thấm đóng chính. Nếu như phần đầu, biên kịch làm rất tốt với những tình tiết hấp dẫn người xem, tiết tấu vừa phải thì nửa sau của phim lại lê thê. Chúng tôi không chỉ sửng sốt vì kết thúc mà còn như bị tát vào mặt, trích đăng một ý kiến của độc giả. Theo Sina, sau 30 phút khi cảnh cuối lên sóng, tại trang web chính thức đã có hơn 10.000 lượt bình luận chỉ trích. Sở Kiều vốn là con gái Lạc Hà, một nhân vật truyền kỳ trong giới võ học. Sau biến cố suýt chết, cô bị phong ấn sức mạnh. Khán giả chờ đợi sự thức tỉnh của Sở Kiều, hành động gây dựng Vàng Sơn sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ của Yến Tuân. Khán giả cũng chờ đợi phân đoạn nam chính Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều trở thành một đôi như nguyên tác. Đáng tiếc, 20 tập phim về sau, biên kịch không hề gỡ bỏ được nút thắt nào. Ở tập 67, Vũ Văn Nguyệt bị đánh trọng thương, ngã vào hồ băng. Sở Kiều nhảy xuống cùng, vùng lưng của cô có dấu hiệu xuất hiện phong vân lệnh, hóa giải phong ấn và phim kết thúc. Những câu hỏi từ đầu phim đến cuối vẫn chưa có lời giải đáp. Kết thúc này bị đánh giá là đầu voi đuôi chuột, giống hệt trường hợp của Chu Tiên Thanh Vân Chí trước đó. Bức xúc với phần 2 thay đổi dàn diễn viên. Nguồn tin mạng xã hội cho hay, đài truyền hình Hồ Nam đang muốn thực hiện những loạt phim kéo dài nhiều phần giống Hollywood. Đó là lý do họ để kết lửng và khán giả chờ đón phần tiếp theo. Nhưng cái khó của đài này là họ không thể giữ nguyên dàn diễn viên trong các phần sau do lịch trình bận rộn của nghệ sĩ. Thêm vào đó, đài vì kéo dài phim nên cố tình đẩy tình tiết lan man không có nội dung. Hồi tháng 7, trên mạng từng đưa tin Angela Baby thay thế vai Sở Kiều của Triệu Lệ Dĩnh. Lúc đó, phía đài đã đưa ra thông báo phản bác. Theo thông tin mới từ Sina, Sở Kiều Chuyện sẽ làm phần 2 và thay đổi toàn bộ dàn nam nữ chính. Nhưng nhà đài chưa tìm kiếm được gương mặt thay thế. Phần 2 được tiết lộ diễn biến từ phần đoạn sau khi Vũ Văn Nguyệt cùng Sở Kiều sát cánh bên nhau. Về phần thế tử Yến Tuân, sau khi có được Giang Sơn, mất đi người yêu đã lập một cung nữ có gương mặt giống hệt Sở Kiều làm phi, gọi là Sở Thục Phi. Nếu có phần 2, chúng tôi sẽ không xem. Thay đổi dàn diễn viên, bôi dài tình tiết là sự tối kỵ với phim truyền hình, một ý kiến bất bình. We'll be right back.